Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Chúc mừng Biden, tại sao có nước nhanh chóng nơi lại chần chừ. Trong khi các nước đồng minh quan trọng nghĩ rằng kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dứt khoát nên họ đã gửi lời chúc mừng đến ông Biden. Còn một số nước trong đó có Nga và Việt Nam thể hiện thái độ chần chừ nước đôi vì họ muốn nội bộ Mỹ tự rắc rối tranh cãi với nhau đã, một nhà quan sát đã nhận định và kiến nghị chính phủ Việt Nam không nên chần chừ quá lâu. Sau khi ứng viên Đảng Dân Chủ Biden được các hãng truyền thông lan tin vượt qua mốc 270 phiếu đại cử tri để đắc cử Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, lãnh đạo các nước đồng minh thân cận của Mỹ như Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Israel, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, châu Âu và NATO nhanh chóng gửi lời chúc mừng. Đây là hình ảnh theo báo chí theo dõi, kết quả bầu cử cho thấy Biden vượt lên khá xa so với Donald Trump. Vì thế, rất nhiều nguyên thủ quốc gia đã gửi lời chúc mừng ông Biden như Tổng thống đắc cử, bất chấp Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tuyên bố bầu cử gian lận và khởi kiện lên tối cao pháp viện. Riêng Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Nhật Bản Suga, Tổng thống Hàn Quốc đều đã có cuộc điện đàm với Tổng thống tân cử Biden để trao đổi với phương hướng hợp tác trong thời gian tới sau khi ông nhậm chức. Trung Quốc sau thời gian chần chừ, mãi đến ngày 13 tháng 11 năm 2020, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân đã gửi lời chúc mừng đến ông Biden và bà Kamala Harris và nói rằng tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ. Riêng Nga và Việt Nam cho đến nay vẫn chưa gửi lời chúc mừng đến ông Biden. Tổng thống Mexico Obrador cũng chưa chúc mừng với lý do là ông đợi đến khi kết thúc các tranh chấp pháp lý do ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đưa ra. Trao đổi với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Tạ Văn Tài, nguyên là giáo sư Đại học Harvard cho rằng do Nga và Trung Quốc từng mang tiếng là can thiệp vào bầu cử Mỹ nên họ cứ từ từ coi kết quả như thế nào đã. Họ không dại gì chúc mừng sớm để mang tiếng can thiệp. Và cho dù Moscow hay Bắc Kinh có chúc mừng ông Biden muộn đi nữa thì điều này cũng không ảnh hưởng gì đấy. Vì đằng nào Mỹ cũng phải cộng tác với Nga và Trung Quốc trên những vấn đề có cùng lợi ích để làm giảm căng thẳng. Còn về thái độ của các nước đồng minh, giáo sư Tài giải thích như sau. Các nước đồng minh không hề can thiệp vào bầu cử Mỹ trong quá khứ, nên bây giờ họ thấy kết quả đã rõ ràng rồi. Tuy rằng vẫn còn đang đếm phiếu, nhưng ông Trump không thể nào nhặt lại những phiếu còn lại kia để qua ông Biden, nên họ đã chúc mừng ông Biden. Đây là hình ảnh Giáo hoàng Pence và Biden tại đồi Capitol ở Washington, Mỹ vào hồi tháng 9 năm 2020. Giáo hoàng Francis cũng đã gửi những lời chúc mừng và phước lành tới Tổng thống đắc cử Biden qua điện đàm, mặc dù ông Trump chưa thừa nhận thua cuộc. Về thái độ của Bình Nhưỡng, ông Tài nhận định là nham hiểm và lâu nay họ không làm gì mau mắn đối với Mỹ, ngay cả việc thương lượng vũ khí hạt nhân cũng đã nhượng bộ ông Trump được cái gì đâu. Dự đoán về chính sách đối ngoại trong 4 năm sắp tới của chính quyền ông Biden, giáo sư Tài cho biết Mỹ sẽ trở lại các mối quan hệ đồng minh truyền thống vì đó là cả định chế. Đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Tài cho rằng ông Biden sẽ không có chuyện hoan hô ông Putin như ông Trump, nhưng ông Biden sẽ vẫn vừa thân thiện với Putin vừa cứng rắn nếu cần. Vị cựu giáo sư trường đại học Harvard này nhắc lại việc vào hồi năm 2016, Hà Nội đã mau chóng chúc mừng ông Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tiếp xúc với ông Tổng thống Trump chỉ sau Thủ tướng Nhật Abe khi đó. Sự mau mắn như vậy là có lợi cho nền ngoại giao Việt Nam vì Việt Nam cần sự hỗ trợ của Mỹ, ông nói. Về tình hình hiện nay, giáo sư Tài cho rằng Việt Nam dè dặt vì kết quả chưa dứt khoát. Nhưng tôi nghĩ không nên để chậm quá, tại vì nếu trì hoãn nhiều quá thì có vẻ như là Việt Nam thiếu thiện chí với chính phủ của ông Biden, ông lưu ý. Vẫn theo giáo sư Tài, thì dù sao đi nữa, nước Mỹ dưới thời Tổng thống nào đều hỗ trợ Việt Nam vì đó là chính sách lưỡng đảng của Mỹ. Và ông dự đoán rằng chính phủ của Đảng Dân Chủ cũng sẽ giúp Việt Nam đối phó với Trung Quốc. Về chiến lược đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông hay vấn đề bao vây Trung Quốc, không cho họ lấn lướt về kinh tế, thương mại, chính quyền của Biden vẫn sẽ thực thi chính sách có lợi cho Việt Nam, ông cho biết. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội. Giáo sư Dài tiếp tục nhận định như sau, Washington dưới thời ông Biden có thể sẽ đàm phán để tái gia nhập TPP. TPP là hiệp định tổ
đối tác xuyên Thái Bình Dương được đàm phán dưới thời Tổng thống Barack Obama để đối phó với sức ảnh hưởng kinh tế, thương mại ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Ngay sau khi lập lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi hiệp ước này. Về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, giáo sư Tài dự đoán chính quyền của Biden sẽ gây sức ép buộc Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền, chứ không phải là làm lơ luôn như dưới thời của ông Donald Trump. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng vừa gửi lời chúc mừng ông Biden, người được truyền thông xác nhận đắc cử Tổng thống Mỹ 46 của Mỹ. Và Trung Quốc vào ngày 13 tháng 11 đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, gần một tuần sau khi ông Biden được truyền thông quốc tế dự báo là người chiến thắng trong kỳ bầu cử năm 2020. Đại diện Ngoại giao Trung Quốc nói như sau: "Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ. Chúng tôi bày tỏ lời chúc mừng tới ông Biden và bà Harris là Phó Tổng thống đắc cử. Và chúng tôi hiểu rằng kết quả bầu cử ở Mỹ sẽ được xác định theo luật và quy trình của Mỹ." Hãng tin Reuters đã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 13 tháng 11 như thế. Còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho đến nay vẫn chưa gửi điện chúc mừng tới ông Biden, vì tất nhiên có lẽ ông ta phải đợi khi công bố chính thức. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Biden khi còn là Phó Tổng thống dưới thời ông Obama. Phát ngôn của Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp ngăn chặn các khoản đầu tư từ Mỹ chảy vào những công ty bị Washington cho là có liên quan tới quân đội và cơ quan an ninh thuộc nhà nước Trung Quốc. Bắc Kinh đang lợi dụng tiền bạc của nước Mỹ để cung cấp tài nguyên và tạo điều kiện phát triển, hiện đại hóa bộ máy quân sự, tình báo cũng như các bộ máy an ninh khác. Một đoạn trong sắc lệnh đã nêu rõ như vậy. Và đây là sắc lệnh hành pháp đáng chú ý đầu tiên của Tổng thống Donald Trump sau khi truyền thông Mỹ tuyên bố ứng viên Đảng Dân Chủ Biden là Tổng thống đắc cử vào hôm 7 tháng 11. Các nguyên thủ của Canada, Anh, Đức cũng đã công nhận chiến thắng của ông Biden và gửi lời chúc mừng tới ông. Tuy nhiên, tới nay, Việt Nam chưa chính thức đưa ra bất kỳ lời chúc mừng nào sau khi ông Biden trở thành Tổng thống đắc cử mới của Mỹ. Các lãnh đạo của Việt Nam đã nhanh chóng chúc mừng ông Donald Trump khi ông ấy được bầu là Tổng thống, vì điều đó không gây tranh cãi. Giáo sư Carl Tait, một nhà phân tích chính trị và quân sự Việt Nam và khu vực, đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các lãnh đạo Việt Nam là những người thận trọng. Các quốc gia khác hiện vẫn giữ im lặng trước chiến thắng của ông Biden, bao gồm có Nga và Brazil. Truyền thông Mỹ cũng dự đoán ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ vào hôm 7 tháng 11 sau khi cựu Phó Tổng thống có được 279 phiếu đại cử tri, vượt qua ngưỡng 270 đủ để chiến thắng trước Tổng thống đương nhiệm có 214 phiếu khi đó. Trong lúc đó thì việc kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất. Đây là hình ảnh tại Washington DC hôm 14 tháng 11 đã có rất nhiều người Mỹ xuống đường biểu tình và tuần hành bày tỏ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump thắng cử. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng ông mới là người chiến thắng và từ chối chấp nhận thất cử. Vị Tổng thống đương nhiệm đang bước vào một cuộc chiến pháp lý sau khi phủ nhận kết quả bầu cử và truyền thông Mỹ đăng tải. Kết quả này đã làm nhiều người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump thất vọng, cũng như gây ra các cuộc tranh cãi giữa những người ủng hộ trong nước đối với hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, dẫn đến xung đột và cắt đứt quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Các cuộc thăm dò dư luận trong công chúng ở Việt Nam cho thấy rõ ràng là ông Trump được yêu thích hơn ông Biden, đặc biệt vì lập trường chống Trung Quốc của ông. Giáo sư Cà Thầy đã nói như vậy, và các nhà lãnh đạo Việt Nam không muốn hành động nóng vội và bị cuốn vào cuộc xung đột trong lòng nước Mỹ. Cũng theo giáo sư Thayen, các nhà lãnh đạo của Việt Nam có khả năng sẽ đợi cho đến khi tòa án đưa ra quyết định và đại cử tri bầu ông Biden làm tổng thống. Và theo thủ tục của luật pháp nước Mỹ, kết quả kiểm phiếu ở 50 tiểu bang sẽ được chứng nhận sau khi hoàn tất và đại cử tri sẽ bỏ phiếu bầu chọn kết quả của các tiểu bang vào ngày 14 tháng 12 tới đây. Hai ngày sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào hôm 3 tháng 11, vẫn chưa xác định được người giành chiến thắng. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đây là công việc nội bộ của nước Mỹ và ai làm Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ ủng hộ tiến trình phát triển mối quan hệ với Việt Nam. Đây là hình ảnh vào hôm 15 tháng 11, trả lời câu hỏi của phóng viên AFP, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới tôn trọng quyết định của người dân Mỹ. Dù ông Biden hay ông Donald Trump thắng cử, thì nước Mỹ vẫn là người bạn tốt của Việt Nam. Thủ tướng Phúc là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên được mời đến Nhà Trắng sau khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017. Và ông Trump đã có hai lần tới thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ 4 năm làm Tổng thống của mình. Việt Nam và Mỹ
trong năm nay kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ hai quốc gia cựu thủ ở Đông Nam Á hiện đang được coi là có nguy cơ bị Mỹ áp thuế hàng hóa nếu có cuộc điều tra về thao túng tiền tệ và trợ giá một số mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ do chính quyền Donald Trump khởi xướng chứng minh được điều đó. Ông Trump vào hồi năm ngoái cũng cáo buộc Việt Nam lạm dụng thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc và dọa sẽ áp thuế lên các mặt hàng của Việt Nam nếu không tìm cách giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Và chính quyền Donald Trump sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Giáo sư Thayer đã nói và không rõ là liệu cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ có thể hoàn tất hai cuộc điều tra và cáo buộc Việt Nam thao túng về tiền tệ xuất khẩu gỗ được cho nhập lậu hay không. Nếu cơ quan này và Bộ Ngân phố của Mỹ kết luận rằng Việt Nam thao túng tiền tệ, thì họ sẽ có khả năng đề xuất các chế tài đối với Việt Nam. Do đó, theo giáo sư Thayer nói rằng, một khi chính quyền Biden nhậm chức, Việt Nam sẽ nhanh chóng mở các cuộc tiếp xúc và chuẩn bị cho sự trao đổi các chuyến thăm của các quan chức. Còn cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shields thì trước đó cũng đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng Việt Nam chắc chắn là một đối tác mạnh của Mỹ và ông hình dung chính quyền mới của ông Biden sẽ muốn tăng cường quan hệ song phương cũng như mở rộng, củng cố hợp tác đa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020 với bản tin Chúc mừng Biden, tại sao có nước nhanh chóng nơi lại chần chừ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung lập nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.